anh em mình đâu anh em mình là một gia đình đâu nhỉ một gia đình là cho hết mình đâu mình nhỉ cả nhà, vâng, chào mừng tất cả bạn quay trở lại với trường mình nha Mình nhóc một tê đây Hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở về đấy nha, hân 13 nhá Và khá lâu rồi nhau một tên không có làm trôn trai một cái gì đó đúng không anh em Và hôm nay chúng ta đang có những cái sự kiện siêu mới cả nhà này Thử thách lễ tình nhân thì không biết là tất cả anh em đã làm xong chưa Nắm đấm khổng lồ Đó chính là cái sự kiện đến từ Super Jan khi cái cầu tăng tốc cả nhà này Và bên cạnh đấy nữa thì chúng ta sẽ có lữ hoàng à... Thợ săn trái tim Cường hóa quân đội một ngọc thì ngày mai cơ Tini Chini thì ngày, ngày kia anh em ạ Nhưng đó chính là những cái sự kiện sắp tới Hôm nay thì chúng ta sẽ đi về Đó chính là sự kiện của ngày hôm nay đã anh em nha Và cường hóa con Gian uh, lên cả nhà này Rồi bây giờ nhóc hồ tê sẽ đi trai lính cùng với anh em này đến từ Super Gian Rồi như vậy là nhóc hồ tê Cũng đã hoàn thành xong cả nhà ơi Ở đây thì nhóc hồ tê đã cầm đi được Đó chính là 30 con uh, Super Gian nhá Quên mất ở cái trận đầu mình không cầm đi cho nó bình trèo rào rồi. Nhưng thôi, không sao cả. Mình đã có xe bò cũng khá là mắc. Mình sẽ gồng đại quản giáo khá sớm để giữ xe bò cả nhà nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm mục tiêu của chúng ta thôi, đúng không? Một cái nhà nào đó đẹp đẹp một xíu đi. Nếu như mà nhiều dầu vàng thì lại càng tốt. Nhà, một cái nhà chân mười 13 Khá khá là xinh xinh, ngon ngon, đúng không anh em? Rồi, uh, trận đầu tiên. Nên chúng ta sẽ uh, chơi nhẹ nhàng một xíu đã cả nhà nhá. Rồi những trận sau chúng ta tính tiếp đúng không nào Ở đây thì các bạn thấy vừa phế xuống đó chính là Ui trời ơi chiến luôn cả nhà mình ạ Cho pháo lại bàng đã biết của tem đội bạn là rỉa luôn Bật chập hết cả nhà ơi Ngon luôn cả nhà mình này Wow Ui, Về chưa nhà mình ơi Quá tuyệt vời ông mặt trời cả nhà Đã đời ông mặt trời thế Ngon luôn cả nhà này Kinh đã gồng rồi cả nhà Hồi máu hồi mủng luôn Tại quả giáo đi chậm quá Ui mình hồi máu lông thế Toang lúa rồi Toang lúa rồi Toang lúa rồi Toang lúa rồi Nhà chính con Nhà chính con Toang lúa rồi Ây giờ giá Góc trên Ây giờ giá Bắn gì bắn giật Thế Ây giờ giá một pha gồng đại quản giáo mình chẳng biết là có lên gồng hay không anh em ạ bởi vì pha đó là một cái pha mà chúng ta có cái gồng đến từ con đại quản giáo mình hồi máu khu vực này ăn được anh em mình này chiến ngon lành cành đào anh em mình này hít hà luôn anh em mình ơi sởi ơi tuyệt vời Giời ơi, golem băng vỡ nữa kìa À, có con nữ tướng hoàng gia thêm được bạn anh em mình nha Kinh của chúng ta thì đang chém con queen À, con kinh 46 Kinh 46 thì tuổi gì với chúng tôi đúng không Và rất nhẹ nhàng cho cái trận Đó chính là cái trận khởi động đầu tiên Nhà người ta cũng khá là đuối thôi Nhưng được cái là rất là nhiều dầu vàng Và nhiều dầu vàng thì mình luôn thích Đó Đó <laughs> tuyệt vời và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ qua đến đó chính là cái trận thứ hai với lại mình đã cả nhà nhá vẫn còn dư đâu đấy cỡ tầm khoảng một phút anh em mình kìa ngon rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến đó chính là cái trận thứ hai trận thứ hai thì mình nâng level cho nó một tí rồi anh em ạ à. bắt đầu gặp những con nhà khó hơn rồi đây cả nhà này đấy anh em thấy không khó hơn rồi khó hơn rồi cả nhà nhá không dễ như kiểu cái trận đầu tiên nữa rồi à, vẫn là kinh quên này cả nhà này kinh quên đại quản giáo này Hmm. hai bình skeleton, ôi trời ơi, bình skeleton, xe bò này anh em ơi à à à à à, trời luôn, trời luôn, trời luôn, kinh vào trong đi, kinh kinh, kinh cứ đi ra ngoài nữa kinh, kinh đi linh tinh thế nhỉ kinh nhỉ, đâu khô báo anh em mình đâu, anh em mình là một gia đình đâu nhỉ, một gia đình để cho hết mình đâu mình nhỉ? bóng tay của anh em mình đâu cái bóng tay của anh em mình đâu nhỉ in một tia kìa sát như bao cát với chúng tôi à giạt 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 như bao cát đại quản giáo vẫn còn gồng đây cả nhà mình này đã thế mình gồng luôn đại quản giáo cho nó hoảng hốt luôn anh em nhá cho hoảng hốt tinh thần luôn mình lại sợ các bạn ạ à. Thôi đừng vào nhà chính nhiều em ơi Đừng vào nhà chính nhiều em ơi Đây rồi Ui bọn này khôn thế Đùa bọn này Không biết nó ăn cái gì mà nó khôn Chưa anh em mình kìa Ôi ơi Thế này thì nghi nghi trận này lại ba sao rồi Nghi trận này lại ba sao lắm anh em mình ạ à. Mấy con skeleton Mấy con skeleton Mấy con skeleton này tuổi gì Lại có ba sao cho anh em chúng ta rồi lại có 3 sao cho anh em chúng ta rồi Vẫn còn băng này cả nhà mình này Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ui, con tóc bom này đang chống trải thôi Này, ấy Bọn này không không đâm xuống dưới mà này rộng ngược lên trên Cay quá Là mình lấy mình băng hơi lỗi lỗi một tí Cứu, cứu được ông đại quản giáo không? Ông đại quản giáo liệu sống không? Cố lên Ôi giời ơi Điều đuối đấy ông giáo ơi Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ chờ đợi sợ phiêu tham anh em ạ Mình thì mình đang sợ phiêu tham này Đục thì đục hết rồi đấy Lại đi lại quay quay đúng trở lại về vị trí ban đầu anh em ạ Cày quá Nhanh nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào 20 giây nữa 20 giây nữa Queen Đục hết tường rồi đấy Đừng đục tường nữa nhá Bắn có nội thành Ui fail time rồi Fail time rồi anh em ạ à. Quân còn cả đống này 6 giây Ui dồi oh, Fail rồi fail rồi fail rồi fail. 3 giây 3 giây 2 giây 1 giây Như vậy là 98% Hơi tiếc cái trận thứ hai Nhưng mà dù sao cũng rất là hay Bây giờ anh em chúng ta sẽ qua Đó chính là cái trận thứ ba nhá Thôi và bây giờ thì chúng ta cũng qua đến Đó chính là cái trận thứ ba với đại nhóc của tên anh em này Đó, à, Một con bay toàn 13 Rất là gắt đúng không nào giao cả cũng sẽ khô máu cùng với tất cả anh em nha ừ, khô máu khô máu khô máu khô hết cả máu luôn chứ mình ngại ngần gì ai đúng không anh em ngại ngần gì ai rồi skeleton các kiểu là điểu anh em mình này ai già già ai già già ai. đóng băng tạm thời con uh, mày vẫn đá vào đó anh em mình nha nhà chính đập chưa hồi máu luôn gồng đã quả giáo luôn Chiến cho bùng bét luôn anh em mình ạ Tiếp tục anh em mình ơi Gõ lại Cho một trưởng này cả nhà mình lại Ui giời ơi Bùng bét lắm rồi anh em ạ Tiếp tục cho thêm mình ngồi màu này Con Queen thêm đội bạn không ai bắn giúp mình à Toang rồi Toang toang lúa rồi Toang lúa rồi Toang lúa rồi Ui giời Hóa ra là con Queen thêm đội bạn anh em ạ Nó bắn mình đau quá cày ghê cày ghê với con Queen thêm đội bạn anh em ạ Dám bắn mấy con Jan của mình Golem băng tiếp tục vỡ cả nhà kìa Hay chưa Nữ tướng hoàng gia còn anh em nhá Con King của mình King 71 thôi Nhưng mà dù sao mình thấy rằng bẹm khá là tốt Jan Vỡ Golem băng phát nữa đấy Vỡ Golem băng phát này Win chặt rồi Đó à, Và anh em thấy rằng là Superzan uh, Super Gian cũng có cái điểm rất là khỏe đúng không nào? Có điểm rất là trời um, chơi rất là phê luôn cả nhà nhá. Ok, và cái đạo Super Gian nó vẫn cố gắng đi lên để ăn lốt cái con uh, tháp cung này cả nhà này. Rồi, bây giờ đi vòng xuống đây đi đập nhà nào, Gian ơi. Úi giời ơi, gặp gặp bẫy bật anh em mình ạ. À. <laughs> rồi, vẫn còn con Queen, trận này thì chắc chắn là không gây tham được rồi. Lựa tướng hoàng gia còn cân tham rất là tốt. Và chúng ta có ba sao cả nhà mình ạ. À. Video của mình kết thúc tại đây rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em nha. Bye bye cả nhà.